Cái máy ở dưới kia lỏng xoay sướng mà má cũng nét. Khách vô mẹ mày lanh quá, hòa chưa được mất cái hơi giờ kém á. Ôi rửa rửa chờ lên đây nó chị Cá Lý. Ừ. Hai người à? Ờ. Hòa có hơi giờ mới kìa. Ok ok em xuống chờ á. Bữa nay cũng nhiều khi Hà quá không đi em lo quá. Đi lanh như kiểu không thì đồ ôi giống á. Tấm 15 lên đây nè. 15. 10 phút là vừa qua cái đây xong cái gỡ là vừa. Đi đập qua chẳng phải không bị cắt, không cắt tức. Xong bay cái xíu anh nó đập mặt cái đèn xong là cái cục nó cái ngực anh nó nghe. Lên nghe. Tụi em biết bôi cho xong cái đây mà. Ờ, thì cái đó còn 20 phút nữa mà. Còn lâu hoặc là yêu này, nghe. Kì mí. Giờ nào không nè. Quên. Ừ. Cái cục chung ngực không mà quay. Nó có chị nó mình nữa. Thế người nghe thì coi dây cục nó dễ bị chai đó. Đặt lại con mới. Mẹ à? Cái này nó cho mình. Có lấy nó à? Đang chắc đi trà cầu quá. Mua đồng hồ rồi đó. Hôm qua nghe nó đi, chưa đi được. Thuận đâu có nhắn tin trong nhóm đâu phải không? Có hả? Thì nhắn tin trong spa luôn Nguyễn đó. Đâu có nhắn tin trong... Trong nhóm. Em tưởng đâu nhắn cho chị Loan không á. Nó cười cho.
Hồi đó đi ra cao xong rồi ăn cơm đồng rồi uống cà phê chỗ chỗ là tình yêu đó. Chỗ chỗ mình đấu chỗ đó tối thui mà biểu mấy người nào không bị mình bị đấu chỗ đó ban ngày thì được ban ngày thì mất ví số đúng cái đào vô đâu biểu kê đi xem phòng trà mà đi phòng trà mà cũng đóng cửa hết trơn tới phòng trà mà cũng bị đóng cửa luôn thôi mày có chạy đại ra nó gặp cho đi luôn đi nó on the radio gì của cái lady kìa nó điện hỏi mày không mấy cái đi mấy cái phòng trà thấy sợ trên cái của phòng trà cũng có tiếng ai vùng luôn thấy mở đang mở cửa không mà chạy tới nơi đóng hết trơn đi hai cái đóng hai cái đi ra nó ông toàn không biết đường ha biết á. Nó muốn đốt. Rồi bé cái thau đi đứng lên đi tiếp đi qua là ngồi qua cầu đi cho vui. Bà em cái thau đi bắt ngồi. Đồ phía sau bắt ngồi ta đi rồi bắt ngồi muốn đốt bà. Tưởng đâu à, đi hơn người mới chứ. Kêu đi hơn người bằng thiêu. Đi mấy đứa nè. Kêu bà đi ta đi rồi còn bắt ngồi lại. Có chị là muốn sắp đấu chị thôi chứ không đấu mấy đứa nó ở đây nó ngủ cũng đứa đó đấu chị rồi trúng mũi nó ta xong tao bôi kem trúng mũi vô nè chùa đấu cái con nó mặt mày mắt bét luôn cái bò ở trong phòng thở à chị đi chị đi rồi chị không ngồi nữa ngủ quá chị đi chùa con ngồi là ăn đốt cái xong sáu mới đi luôn cái bà yên đi là mũi kém quá cái món ngay cầu sông Hòn mà Lê không nhớ Lê nhớ ngay cầu sông Hòn à, tính chắc chỗ đó là tính đầu gọi là đầu cầu sông Hòn nằm phía bên tây trế đó nha không là cuối đường Lê Dũng cuối đường Lê Dũng đó có cái món mà có hót ngặt sống đó thế là sao ôi trời trời hót chìm dở cầu sông Hòn đi ngược lại vô Lê Dũng là bên ta phải chứ đúng không? Đi đó là bên ta phải. Cái ngồi thấp 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 ấy chứ. Cái chỗ đó hình như đợt mình đi ngon quá. Cái mình định mình ra mình mặc đồ này mình đi đó. Ôi trời khóc dở. Mũi kén, mũi kinh khủng. Cái đó là đã đi được trước quá. Mũi gió mòn luôn. Mũi không. Thu thu. Mà hắn thu phí mỗi người 10.000 đây. Để thu thêm phí đó à thì thu ngay ngồi ngay hết đó mình ngon là để mà đâu có cái gì đâu có lấy hát dầu toàn là toàn là mấy người không dở đồ lên hót kìa chứ còn mấy người nó thuê được đâu con bán nó thuê gì á bình thường đi tới cái quán nó có mở cửa mà đang thấy người dò ngầu không nhật dò không thôi đi không vô thì đa số dùng như phòng trà không mấy người lớn không chứ xem gì đi cái trầm phú thấy mấy người đều đi hót khai rồi nhào khai rồi tùm lum hết không đi xem phim phim gì nghe phim dở không đừng đi.